Xin mình chào tất cả các anh em, cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio review 3 mẫu loa gia đình mà được rất nhiều các bác khách tin dùng và chất lượng âm thanh của nó rất hay. Đầu tiên là một đôi bát nhỏ xinh xinh ở đây, là một dòng bát 20BM gân vải, xương nhôm đúc. Đây là một dòng bát xịn nhất trong tất cả các loại bát 20. Đấy, các bác đi mua bát 20 ở đâu thì em không biết, nhưng mà các bác cứ mua 20BM ở đây thì 10 bác mua, 10 bác khen hay. Chất âm của nó rất là tốt. Và hai dòng bát 30, một dòng bát 30 toàn giảm từ 140 côn 51. Cho tất cả các bác đi làm hát chèo văn, làm thầy cúng, làm đám hiếu, rồi là những bác khách chơi loa gia đình thì trợ lời cho các bộ dàn karaoke. Đấy, tăng lời và nghe nhạc bolero, nghe nhạc trữ tình. Con này đặc điểm cứ lắp trực tiếp vào một cái thùng và chỉ cần thay củ bát thôi. Đấy, hoặc là các bác có thể là trợ lời thì có thể là lắp một cái thùng và chỉ một cái bát này thôi. Nó sẽ có ra ba giải: bát, trung, tép. Bình thường các cái loa bát này nó chỉ có một tiếng bát thôi, nhưng con này có cả giải trung và giải tép. Và đánh trực tiếp từ đẩy và âm ly vào cầu loa này mà không sợ loa bị cháy. Các bác nhá, riêng dòng loa toàn giải nó là như thế. Còn đây là một đôi bát 30BW China từ 156 côn 63 xịn của China. Và sau đây em Tùng Nguyễn Audio sẽ đi vào giới thiệu thực tế cho tất cả các bác chiêm ngưỡng từ côn và xương của nó. Và các bác có nhu cầu mua loa, hãy liên hệ cho em Tùng Nguyễn Audio và đăng ký mua hàng. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán, và các bác xem video đừng quên tặng like ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha. Đây là đôi bát 20 từ 140 côn 51, model là 8AZ630 Made in China. Cái dòng bát 20 này thì em bán thì hầu như là từ cái ngày mà nó mới xuất ra thị trường thì đã bán và bây giờ vẫn bán. Và tiếng của dòng bát 20BM này rất là hay. Gân vải tẩm dầu 2 gân và xương của nó là xương nhôm đúc. Đặc điểm dòng này là dòng loa bát và chuyên về tiếng ca. Và con bát này tiếng của nó rất là mạnh và khỏe. Từ 140 và côn 51, bình thường các dòng bát 20 chỉ từ 120 và côn 38 thôi. Nhưng mà con này từ của nó rất là to, côn của nó to. Đặc điểm cái dòng này, nếu như đây là loa bát 20BM nhưng ta sử dụng với các dòng loa sân khấu mà làm loa ba quay thì con bát 20 này sẽ làm loa chung cực kỳ tốt. Có rất là nhiều các bác khách mua loa 30 vì làm loa chung, chả giải quyết được cái gì mà trông nó to, nó xấu. Các bác làm chung 20, nó các bác nhìn cái củ loa nó khỏe này mà. Thế nên là chung thì nó chỉ ra lời thôi. Các bác sử dụng các cái dòng gân vải này thì chung ca nó rất là sáng, mic sáng. Đấy, đôi bát 20 này có giá 1,1 triệu được bao ship các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán, các bác nào mà lấy hàng thì nhắn tin địa chỉ rồi em lên đơn rồi gửi hàng. Chỉ việc nhận hàng và kiểm tra thanh toán thôi. Còn đây là đôi bát 30BW China xịn. Các bác đang được nhìn ở đây là một đôi bát của nhà máy China xịn. Ở đây thì bích sắt của nó màu đen và dán thêm một viên từ 100 là viên từ cộng hưởng. Còn từ công suất của nó là từ 156. Bát BW xịn của China ở đây thì nó chỉ in ra cái ký hiệu của bên công ty thôi. Còn đâu xương của nó xương sắt và chạm của BW. Đấy. Với cái dòng này thì mặt trước của nó thì các bác đang được nhìn ở đây là lón sần và đánh dâu tai thỏ. Đặc điểm dòng loa BW bao giờ nó cũng được nhờ như thế. Màng màu đen và các bác nhìn cái mặt loa nó rất giống các cái dòng loa bãi và loa xịn. Và gân của nó các bác nhìn này, bình thường các cái gân mút của các cái dòng khác thì có thể là gân của nó hơi bạc bạc một chút. Còn gân này của nó gân mút và được làm rất là nhiều sợi cao su. Các bác nhìn ở đây, nó là nhìn như màu đen luôn, bóng nhẫy. Và được pha nhiều sợi cao su này thì cái lực đàn hồi của gân rất là tốt. Và tiếng trống của gân thì nó đàn hồi, gân của nó cho tiếng trống rất sâu và mềm. Đấy, dòng này mà lắp BMB nhá, hoặc là loa cây nhá, tiếng của nó cực kỳ chuẩn và hay. Riêng dòng này, dòng này thì em bán cũng nhiều, số lượng nhiều cho khách này. Kẹp tê kẹp lỗ là màu đen. Đấy, màu đen cả màu vàng. Thì nhà em có hai mẫu thì bây giờ hiện tại chỉ có màu đen thôi. Côn của nó là, các bác lưu ý nhá, côn con này là côn 63. Các bác đánh âm ly khỏe một chút để đánh dòng bát này, bát 30. Đấy, con này của nó 1,6 triệu một đôi. Còn đây là bôi bát 30 toàn giả, tất cả đều được bao ship các bác nhá. Gân vải tẩm dầu 3 gân và lón của nó thì như một cái phễu này, các bác đang nhìn này. Lón của nó như một cái phễu. Thì dòng này các bác đang nhìn nó như kiểu là loa phóng thanh hoặc loa đồng trục đúng không ạ? Nhưng dòng này là dòng toàn giả. Các bác lưu ý cho em đánh đẩy hoặc đánh âm ly, đánh đẩy thoải mái nhá, đánh trực tiếp từ cầu loa vào. Nó ra cả bát, cả chung, cả tép nó đều nhau. Còn đâu các bác nào mà bảo em là có qua phân tần không? Các bác nào mà chế cháo được phân tần thì các bác cho qua.
đấy, làm thế nào để cho giải bát, giải chung, giải tép nó đều nhau, hoặc là các bác cần đến cái giải nào thì các bác có thể làm phân tầng thiên về cái giải đó. Còn bình thường khi mình đánh trực tiếp vào cầu loa thì cả ba giải nó đều nhau đấy. Và các bác yên tâm ạ, các bác hỏi em nó có sợ cháy không thì các bác cực kỳ yên tâm với cái dòng loa toàn giải này. Có rất nhiều các bác khách đi làm show ở trong miền Nam và các bác đi làm sự kiện dựng hai bát một chân thùng oánh monitor đám cưới đấy. Loa này rẻ mà lại chất âm của nó phục vụ này được rất là hay và rất là thích luôn đấy. Em nói cho tất cả các bác khách mà chơi sự kiện nhé, các bác cực kỳ yên tâm vì em đã bán cho nhiều bác khách rồi, các bác đã chế cháo như thế và các bác rất là hài lòng với đôi bát 30 toàn giải này. Củ từ là 140 và côn 51, các bác lưu ý công suất của nó cũng là khỏe các bác nhé. Còn đâu trên thị trường nó có loại từ 120 thì nó sẽ yếu hơn, con này từ 140, côn 51. Đấy, dòng bát 30 toàn giải này có giá 1,1 triệu một đôi. Bát chung tép đều nhau và đánh trực tiếp từ đẩy hoặc âm ly và cầu loa mà lại ra cho chất âm rất là hay. Đấy. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn Audio review 3 mẫu mà nhà Tùng Nguyễn đang bán rất nhiều. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào hẹn các bác trong clip mới nhất. Em có 3 cái mẫu mà đi nhiều, các bác nào mà lấy hàng thì liên hệ trực tiếp với Tùng Nguyễn Audio nha.